Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình du lịch và ẩm thực được phát sóng trên kênh VTV4. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng khám phá một địa điểm du lịch ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Nơi đây có ba mặt là đồi núi rất hùng vĩ và mặt còn lại đó chính là bờ biển Đông Việt Nam thơ mộng. Đó chính là Phú Yên. Quý vị ơi, khi mà nhắc đến Phú Yên thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những địa điểm du lịch gắn liền với biển, vì biển ở đây rất là trong xanh và hoang sơ. Thế nhưng có một địa điểm khác biệt hoàn toàn so với những điểm còn lại, đó chính là đập Đồng Cam. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá nơi này nhé. Từ độ cao này thì chúng ta có thể nhìn thấy được toàn cảnh của đập Đồng Cam. Đập Đồng Cam ở xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa. Và đây là một đập nước dài 688m được dẫn từ hai con kênh chính, đó là kênh chính Nam và kênh chính Bắc. Và đây quý vị có thể thấy đập Đồng Cam được xem là công trình thủy lợi lớn nhất ở tỉnh Phú Yên hiện nay. Và tiếp tục hành trình, chúng ta sẽ cùng du lịch và ẩm thực theo dõi quá trình kỳ công để tạo nên một chiếc thúng chai truyền thống nha. Là một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, tỉnh Phú Yên có đường bờ biển kéo dài và từ đó cũng hình thành nên những làng chài gắn liền với nghề đánh bắt hải sản lâu đời. Làng nghề làm thúng chai Phú Mỹ cũng được hình thành như vậy. Và sản phẩm đó chính là những chiếc thúng chai như thế này. Quý vị có thể thấy những chiếc thúng chai, đây là những người bạn rất thân thiết của ngư dân. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là để làm nên một chiếc thúng chai như thế này thì sẽ phải qua những công đoạn nào ha. Thì hiện tại thì anh đang có mặt ở làng nghề truyền thống Phú Mỹ. Ở bên đây anh cũng đã thấy được có một chị đang làm thúng chai rồi nè. Dạ em chào chị. Dạ em chào chị. Dạ em là Mai Anh, đến từ chương trình du lịch và ẩm thực. Dạ. Dạ. À, chị ơi cho em hỏi chút xíu chị tên gì ha? Dạ em tên Kiều, Trương Thị Bích Kiều chị. Dạ. Dạ. Chị Kiều là mình đang làm thúng chai, em đoán cái này mình đang quét chai đúng không? Cái kiểu như là cái thương lợi của người biển người ta hay kêu chai nhưng mà thật sự của nó là dầu rái. Dầu rái là mình làm từ gì vậy chị? Từ cái cây ở trên núi Hà, lên núi Hà đón cái cây, Hà đốt cái cây đó chảy ra dầu rái rồi họ bán cho mình rồi mình làm. Và ngư dân thì sẽ hay quen gọi là chai. Chai dạ. Vậy nên là mới gọi là thúng chai là vậy đúng không? Dạ, tôi thường gọi là thúng chai là vậy. Dạ. Dạ. Em thấy ở đây là có rất là nhiều những cái khung với kích cỡ khác nhau ha chị. Dạ. Mà làm cái này thì có cực không chị ha? Làm cái này thì so ra với người dân mình là rất cực.
Là da là nó toàn bộ là đều phụ thuộc vào thủ công. Dạ. Bằng máy là không có được. Đây như cái tri của mình đây là nó gồ ghề, nó không có độ thẳng băng. Dạ. Là thành vậy cho nên mình làm bằng máy là khi hải là nó que cái mắt ha, là nó cạn, nó lấy cái cặc hết rồi. Dạ. Thành vậy cho nên mình buộc phải làm thủ công. À. Như thường thường là như một cái thúng là mình phải trải qua là 7 công đoạn. Dạ. À, cái công đoạn đầu tiên là mình cưa tri để mình vót mơ là một công đoạn. À, như mình vót cái mơ, mình chỉ cái tri vót mơ là cái gì chị? Mình vót ra cái mơ đi để cái cái lặng cái này gọi là cái mơ cái đây đây cái đây này cái miếng đây là gọi là cái mơ à, cái đây. Mơ hay cái nơ cái mơ 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 dạ mơ vậy là mấy cái miếng tre này là mơ à, mình làm cái mơ dạ à. Rồi xong rồi là mình đương vào lông hai lông tư đây nè, mình đương chân rít của nó đây nè đó, để mình đương vào như là công đoạn thứ hai, công đoạn thứ ba là mình lặn. Mình làm cái vành này nè, à lé vành này 10 lé hay là 8 lé tùy theo khách hàng hả đặt. Cái lận này cũng là tre luôn. Cũng bằng tre. Dạ. Toàn bộ đều bằng tre. Toàn bộ là tre hết luôn. Tre hết. Dạ. À, mình làm cái vành này nè là bằng tre. Khi mình làm xong cái vành này là công đoạn thứ ba. Ừ. Công đoạn tiếp theo là công đoạn tiếp phân ba. À, là như mình tiếp phân ba là đây, đây là cái đây là công đoạn phân ba đây. Dạ. À. Là công đoạn thứ tư là mình tiếp phân ba. Phía bên ngoài cái thúng này. Mình tiếp bên trong trước. Dạ. Rồi mình tiếp ngoài. Dạ. Rồi là công đoạn thứ tư, công đoạn thứ năm, công đoạn tiếp theo nữa là công đoạn mình tiếp dầu rải. Là thường người ta kêu là tiếp chai á. Dạ. Là công đoạn thứ năm này tiếp dầu rải. Tiếp cái này là để không thấm nước hả chị? Dạ, là không thấm nước. À, dạ. À, công đoạn thứ sáu là bắt đầu mình đánh xương. Dạ. Còn thứ bảy là mình gieo đi. Rồi cái công đoạn này là em thấy có vẻ là công đoạn đơn giản nhất trong những công đoạn đúng không ạ? Không, đơn giản nhất nhưng mà ngược lại là nó tỉ mỉ nhất. Dạ. Dạ. Là khi cái công đoạn đây là mình tiết cái dầu rái đây nè. Em thử đi, cho em thử, chị chỉ đây, em làm thử. Rồi đây, đó, mình làm. Bây giờ em cứ chét cứ chét vô. Dạ, cứ chét từ trên xuống dưới thôi đúng không? Đó, như em không có quen á. Tiểu như mình không có rành ngờ, nó không có vô chân rít đây nè. Nó không vô kẽ nè, nó bị vô nước. Đó, mình phải tỉ mỉ với là khi đây là buộc mình phải ở ngoài nắng. Dạ. Trời càng nắng thì mình trang dầu càng nổi đúng không? Bởi vậy ngư dân hay là người làm bóng chai là nhìn thấy là biết rồi. Dạ. Rồi chị, gia đình mình là làm nghề này được bao lâu rồi chị? Làm khoảng 17-18 năm rồi. Dạ. Từ cái câu vót nang, rồi đương mơ, rồi lặn, rồi tiếc, rồi đánh xương, rồi gieo là điều tắc tặc mình cả thể mới làm được. Nhưng mà cái khâu lặn là buộc phải một người nam mới lặn được. Dạ, rõ. Còn nhà chị là người nam là ai lặn? Nam là ông xẻ lặn. Dạ. Vậy là chị lấy ông xã thì chị để lặn hết phải không? Tại vì sao ông gia là ông xẻ, ông yêu cái nghề mình. Dạ. À, rồi yêu nghề đây là mới lấy chị hả? Chứ mới yêu chị hả? Rồi bây giờ hỏi ông xã cho được. Ủa, ông xã chị là có đang làm không? À, ông xẻ đang lặn thúng trong nhà. Đang lặn thúng luôn hả? Dạ. Em vô em hỏi cho ra lẽ là anh yêu nghề hay là anh yêu chị nè. rồi. Dạ, đi vô nhà thử nghe. Dạ rồi. Vậy em vô em gặp ảnh nha. Rồi. Dạ. Đi vô gặp anh, ảnh đang lặn thúng trong nhà. Dạ rồi, lát hồi em ra với chị sau. Dạ. Dạ em chào anh. Vâng, chào em. Dạ. Anh là ông xã của chị Kiều phải không anh? À, đúng rồi. Dạ, mình cho em hỏi anh tên gì ha? Tên Trung. Dạ anh Trung. À, em hồi nãy giờ là em có tìm hiểu mấy công đoạn để làm thúng chai á anh. Thì chị Kiều có nói là anh đang làm cái vành hả anh hả? À, nhưng đây là mình gọi là nước cược lần vành. Lần vành. Lần vành. Em vô em thấy là sao cái thúng của mình là phải để dưới, anh phải đào cái hố để cái này xuống để làm hả anh hay sao? Nhờ cái này là nhờ đất giữ lại cho chặt cái thúng mình dễ làm đến khỏi lắc. Dạ. Cái thứ hai là nhờ đất giữ để mình sửa cho nó tròn cho dễ. Dạ. Mà làm sao để có thể đóng cho cái này nó tròn lại được anh? Là mình vẽ thân theo cái thước của cái mê thúng này. Dạ. Rồi dùng cái chày giả xuống. Dạ, là dùng chày giả cho cái mê này nó tròn với lại nó chắc đúng không ạ? Đúng rồi, mình giả xuống rồi mới bắt đất vào nữa chứ. À. Như vậy là phải có cái hố này để mà mình giả cho nó tròn theo cái vành này. À, rồi nhờ đất giữ lại giúp mình. Dạ. Chỗ nào mà nó thấy mình giả ra, mà chỗ nào đổi mình bắt đất chèn vào.
Dạ. Để cho nó tròn cái thúng. Dạ. Rồi còn khi mà anh làm cái vành này thì là mấy cái này là cũng là bằng tre ha anh? À, toàn bộ bằng tre hết à? Dạ. Rồi xong sau đó là anh phải dùng cái kẹp này để anh nẹp lại hả? Đúng rồi, cái này á, cái cùm. Cái cùm, à cái cùm. Cái cùm để mình ép mấy cái tre lại với nhau xong mình lấy dây mình cột đúng không? Đúng rồi. À, đây cũng là một công đoạn quan trọng nè, để cái này nó chắc thì cái thúng nó mới đủ chuẩn để mà đi ra khơi đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Một ngày như vậy thì anh làm được khoảng bao nhiêu cái thúng anh ha? Một ngày làm một cái à? Một ngày làm được có một cái thôi. Dạ. Như cái này nhỏ thì trong sớm hơn những cái lớn. Dạ. Chắc là phải làm kỹ chứ để ngư dân ra biển là cho an toàn hả anh hả? Đúng rồi. Dạ. Và cái làng nghề làm thúng chai của mình là có từ bao lâu rồi anh biết không anh? Có cả trăm năm trước đây nha. Dạ. Em nghe chị Kiều nói á, là anh là tại vì anh yêu nghề nên là anh mới lấy chị để anh làm thôi đúng không? Đang có nói chị Kiều là em sẽ vô em hỏi anh Trung coi là à, anh yêu chị Kiều hay là anh yêu nghề? Giờ anh trả lời đi. Cả hai. À cả hai luôn hả? Vậy mới bền được anh ha. Đúng rồi. Dạ. Mà trong làng nghề của mình là bây giờ còn khoảng bao nhiêu hộ là vẫn làm nghề này anh? Còn khoảng 20 hộ à. À, ngày xưa là anh học nghề này bao nhiêu lâu anh mới làm được vậy anh? À, học nghề 6 tháng mới làm được. Thôi anh có làm những công đoạn khác được không? Có chứ, từ vọt đường lần làm từ gọi là từ cái thùng, từ chặt tre vọt nán đường mê lần tre ninh sườn. À. Chỉ có bơi là không biết chứ con. Ủa sao? Sao làm thúng chai mà không biết bơi vậy? Tại vì toàn đi thúng không mà đâu chứ đâu có đi bơi hả? Đúng rồi, mình làm sẵn choát ra nỏ cho nên đâu có bơi. Dạ, em cảm ơn anh Trung rất là nhiều nha anh Trung. À, thật ra là khi mà trò chuyện với anh thì em vẫn luôn hy vọng là anh sẽ tiếp tục truyền lại công việc này cho các bé của mình á. Có thể giống như là chỉ là một cách để chúng ta có thể giữ gìn là nghề truyền thống Phú Mỹ của mình. À, các bé có thể là mình sẽ làm công việc khác nhưng mà bên cạnh đó vẫn tiếp tục duy trì và giữ gìn lại cái công việc của hai anh chị. Đúng rồi. Dạ, cảm ơn anh ngày hôm nay đã trò chuyện cũng như là chia sẻ với chương trình nha. Dạ, em chúc cho anh là sẽ có nhiều sức khỏe nè và tiếp tục là gìn giữ được là nghề truyền thống của mình. Đúng rồi, dạ, cũng hy vọng giữ gìn được cái nghề truyền thống của ông bà để lại. Dạ. Và quý vị thân mến, ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng khám phá những điểm đến tiếp theo cũng như là những món ăn đặc biệt tại Phú Yên nhé. Đi thôi. Vì ở bên cạnh mấy anh đây là anh Hoàng, đầu bếp của khách sạn Sài Gòn Phú Yên. Ngày hôm nay thì anh Hoàng sẽ giới thiệu cho chúng ta một món vô cùng đặc biệt, một đặc sản ở vùng đất Phú Yên. Xin mời anh giới thiệu ạ. Xin kính chào các bạn và Mai Anh. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một món sản Phú Yên, đó là món mắt cá ngừ tìm với thuốc bắc. Như vậy thì để lựa được mắt cá ngừ ngon thì mình có cái bí quyết gì để lựa không anh? Mắt cá ngừ mà ngon á thì các bạn nhìn vào cái tươi á thì cái mắt, ánh mắt nó còn long lanh này. Đó. Yeah. Đụng vô mà nó còn cái độ đen hồi á thì mắt cá còn tươi. Nếu nào con này mà đục á thì là mắt đó đã bị ương rồi. Không có tốt. Bây giờ mắt cá thì đương nhiên phải có rồi, và những cái nguyên liệu khác nữa mình cần chuẩn bị cho món ăn này là gì vậy anh? Nguyên liệu chính là thuốc bắc. Thì ở đây mình sử dụng 7 nguyên liệu, đó là táo đỏ. Dạ. Táo đen. Này là bo bo. Này là hoài sơn. Dạ. Và đây là kỷ tử và nhãn nhục nha. Cái rau ăn kèm thì nó chỉ ăn được với rau tía tô. Rau tía tô này cũng giúp chúng ta giải cảm này, nó rất là tốt. Nên là ăn kèm với mắt cá nó giảm độ tanh ha. Bây giờ thì mình rất là nóng lòng để chúng ta có thể thực hiện vào cái công đoạn đầu tiên ngay anh ạ. Đầu tiên thì mình sẽ sơ chế cái mắt cho bạn xem nha. Đây mấy anh múc cho anh ít nước lên đây để anh nấu để mình
Trong khi chờ đợi mình sẽ cho ngã mắt này. Rồi em lấy. Cái này là phần vành của mắt cá nha các bạn. Cái này thì nó hơi cứng, các bạn nên bỏ đi. Đầu tiên mình sơ chế, mình sẽ dùng một cái kéo bén. Dạ. Chúng ta sẽ cắt hết cái vành này bỏ đi. Phần mắt và thịt nạc của mắt cá nó như này. Với món ăn này thì phù hợp cho độ tuổi nào anh hả? Tất cả độ tuổi, nhưng mà trẻ em thì chắc có lẽ nó không ăn tanh được. Cho nên có thể thì có đứa ăn được thì có đứa không. Còn cái độ tuổi tốt nhất là thanh niên với lại người cao tuổi thì nó bổ sung rất là nhiều omega 3 và các cái dưỡng chất cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Mình đã cắt hết các vành rồi các bạn. Xong rồi tiếp đến mình sẽ sơ chế cái mắt này. Thì để sơ chế cho nó hết tanh thì các bạn cho một chảo nước sôi. Và chúng ta cho một ít gừng này. Gừng này cái bạn thì các bạn đập dập thôi, cũng không cần đâu. Và một ít xả chúng ta cho vô. Và để nó thử được cái mùi tanh này, cái bí quyết của Hoàng là sẽ cho một ít nước mắm nha. Một ít nước mắm vào, tí nữa nó sẽ khử bớt cái mùi tanh của cá này. Rồi sau khi đợi nước sôi á, các bạn sẽ cho cái mắt này vào. Chúng ta sẽ trần sơ qua thôi đúng không anh? Đúng rồi, trần sơ đừng để nó bể trong nha. Nó bể trong nó sẽ chảy hết cái phần chất bổ dưỡng ở trong hết. Bây giờ mình trần trong bao nhiêu lâu anh? Nước sôi thì mình trần khoảng tầm 30 giây thôi. Lúc nước sôi mạnh trần 30 giây đến 1 phút thôi nha. Thì mình sẽ trần rồi mình vớt ra. Trong lúc đó thì mình sẽ chuẩn bị một cái thố. Rồi cái đây thì mình đã trần sơ qua, thì các bạn tiến hành vớt mắt này ra. Rồi sau khi mình đã trần mắt cá xong rồi nha các bạn, rồi mình sẽ sơ chế cái thuốc bắc này. Thì bây giờ mình sẽ dùng hành tím, mình sẽ thái nhuyễn ra để mình phi cái sao là cái thuốc bắc này lên. Sau khi mình thái hành xong rồi mình sẽ phi lên nha. Rồi các bạn cho một ít dầu và tráng chảo nha. Rồi sau khi dầu nóng các bạn cho hành vào. Chúng ta xào sơ đi. Cho hành nó lên mùi thơm. Tiếp theo là chúng ta sẽ cho các vị thuốc bắc vào. Lên cho nó thơm nha. Sau khi xào thơm rồi chúng ta cho nước vào. Rồi sau khi nước đã sôi thì mình sẽ tiến hành nêm gia vị em anh. Này là cái này mà anh biết cái gì nào không? Dạ cái này là bột ngọt mà đúng không? Đúng rồi, đã là mì chính đó, bột ngọt. Ở ngoài này gọi là mì chính hả? Ít thôi nha. Ông miền Bắc gọi mì chính, miền Nam miền Trung thì gọi là bột ngọt. Một ít bột ngọt, một ít tiêu nha. Đúng rồi, mình sẽ cho một ít hắc xì dầu cho nó có màu đẹp và nó sẽ dậy được cái mùi mắt cá, nó giảm độ tanh. Sau khi nó đã chín tới rồi á, chúng ta tiến hành cho vào thố nha. Rồi mai anh gắp một con mắt để trần, mai anh bỏ vào trong cái thố đó. Sau khi để sơ chế nguyên liệu, mình sẽ hấp cách thủy 45 phút. Rồi mình cho mắt vào thố trước. Sau đó thì mình sẽ cho cái gia vị vô nha mai anh. Mình cho cái gia vị mình đã xào rồi nè. Cái này gia vị mình đã nêm nếm vừa ăn rồi. Thì mình sẽ cho vào mắt cá này. Vậy là công đoạn mà chưng cách thủy 45 phút là để cho mắt cá nó được ngấm tất cả gia vị. Ngấm gia vị và. Rồi cái này đã hoàn chỉnh rồi thì mình sẽ hấp cách thủy 45 phút. Rồi để các bạn cắt nhuyễn rau thì chúng ta nên cuộn rau lại nha. Cuộn rau lại đó. Rồi cái này rau đã tí nữa mắt cá các bạn sẽ cho vào. Rồi sau khi đã 45 phút thì mắt cá chúng ta đã chín hoàn toàn. Đó, rất là nóng nha. Cái này các bạn cẩn thận, chúng ta sẽ lấy ra. Em mở thử được không? Nóng nha, cẩn thận. Rất là nóng luôn. Nóng quá. Tí nữa mình ăn á thì mình không có để như này. Tí nữa mình sẽ đốt lửa ở dưới lên, cùng lên. Đốt lửa dưới nữa. Vừa sôi vừa ăn nó sẽ rất là ngon. Nó tạo rất là nhiều cái hương vị nó bốc lên, nó rất là thơm. Bình thường mình nghe mắt cá ngừ á
Anh đi ăn ở ngoài cũng rất là nhiều tiệm rồi nhưng mà nó khá là tanh. Nhưng mà ở đây thì không có một cái mùi tanh nào cả và có mùi thuốc bắc rất là đặc trưng luôn. Mấy anh đang rất là nóng lòng để có thể thưởng thức được món ăn này và quý vị cũng vậy đúng không ạ? Một lần nữa thì cảm ơn anh Hoàng rất là nhiều ngày hôm nay đã hướng dẫn cho mấy anh cũng như là quý vị khán giả cũng chỉ cho cái bí kíp làm sao để cho mắt cá ngừ không bị tanh nữa. Cảm ơn anh, chúc rồi. Cho anh sẽ có nhiều sức khỏe và luôn có thêm nhiều sáng kiến cho những món ăn của mình nha. Rồi cũng cảm ơn mấy anh đã hợp tác để cùng tạo nên món ăn thú vị này. Dạ vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta hãy cùng thưởng thức món ăn này thế nào. Rồi, nó rất là nóng luôn á. Lấy cái nắp ra. Wow. Ở trong này là đang sôi luôn này mọi người. Chắc là nóng quá nên phải sử dụng cái chén thôi. Bây giờ mình sẽ bỏ tí tô vô. À, hấp dẫn quá. Tí tô cũng là một phần rất là quan trọng để tạo nên thêm hương vị. Và mình ăn mắt cá ngừ nó sẽ không có bị ngán và bị ngấy. Giống như là đang ăn một cái nồi lẩu tí hon vậy đó. Dạ. Yeah. Rất là nóng nha. Mình sẽ thử trước cái phần nước. Ngon lắm mọi người ơi. Mấy anh đã từng rất là nhiều lần ăn mắt cá ngừ ở Phú Yên rồi và ăn những chỗ khác nhau. Nhưng mà đặc biệt là dưới bàn tay của anh Hoàng thì nó không còn cái mùi tanh nữa. Và mấy anh thưởng thức được là có rất là nhiều vị thuốc bắc ở trong này. Nên là khi chúng ta ăn mình cảm giác là rất là tin tưởng vì là không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe nữa. Rất là ngon, ngọt ngọt thanh thanh. Và vị mắt cá ngừ nó hơi hơi béo béo ngại ngại một chút. Vậy là mình sẽ ăn, đương nhiên là phải ăn kèm với rau rồi nè. Ngon quá. Không có tanh một chút xíu nào luôn. Ở đây thì có rất là nhiều những cái vị thuốc bắc khác nhau mà hồi nãy là anh Hoàng cũng đã cho vào đây rồi. Bây giờ là mình sẽ vớt nguyên cái mắt cá ra. Mắt cá thì là cái phần trong ở bên ngoài. Wow. Hấp dẫn không cả nhà ơi? Phần nước thì ngọt ngọt thanh thanh có vị của mắt cá ngừ, bên cạnh đó là những cái vị thuốc bắc. Còn đây là một phần nhỏ ở trong mắt cá ngừ, mình sẽ chấm với một chút nước mắm ớt. Béo béo, rất là thơm ngậy ngậy. Đặc biệt là trong mắt cá ngừ còn có một cái phần sụn nữa. Khi mà chúng ta nhai cái phần đó vô nó cũng bùi bùi béo béo và nó được sực ăn rất là thú vị. Quả thật đây là một món ăn rất đặc biệt và quý vị nào chúng ta đến Phú Yên chắc chắn không thể không thưởng thức món mắt cá ngừ đại dương. Đến đây thì chương trình du lịch và ẩm thực kỳ này cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hãy tiếp tục đồng hành cùng với chương trình du lịch và ẩm thực để có thể tiếp tục trải nghiệm thêm những địa điểm cũng như là món ăn mới nha. Còn bây giờ mấy anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sài Gòn Tourist Group, tận hưởng bản sắc Việt.